Hạnh Lê Úc Châu xin chào cả nhà. Cả nhà mình có khỏe không? Hạnh Lê chúc cả nhà mình dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay Hạnh Lê dẫn cả nhà và giới thiệu cả nhà mình đi đến một nơi ăn tối cũng đặc biệt. Tiệm này là dành cho khẩu vị của Malaysia và Singapore đó cả nhà. Hạnh Lê mời cả nhà mình cùng bước chân với Hạnh Lê nha. Hạnh Lê hiện tại đang sống ở Sydney và Hạnh Lê đi ăn ở tại Parramatta đó mọi người. Đây, Hạnh Lê đang trên đường. Đứng sắp hàng cả nhà ơi. Mình ăn tiệm này là Malaysia đó cả nhà. Đang chờ đợi là đông lắm cả nhà. Mình đang đứng sắp hàng đó cả nhà. Nó đi đâu rồi? Ngồi chờ đợi. Mặt nó bụng rồi nè. Mặt nó bụng. Tại ăn là đông quá mọi người ơi, phải ngồi chờ chờ đợi đó. Được vô bàn ngồi rồi cả nhà ơi, chờ nãy giờ. Chị Hà Lan thử cơm. Thử cái gà của nó coi lúc sống này. Ôi, dầu dữ vậy. Wow. Cảm ơn. Chắc chắn chắn chứ. Ôi, chị vậy. Wow, cái gà của nó trắng, thấy hấp dẫn quá ha. Chị dầu. Hấp chị dầu. Cái này hả? Mình dám cái này thì mình dám qua thử cái này được không? Ây da, chết rồi. Nó rớt rồi. Cái gà nó hấp lắm, mềm mà lại ngọt lắm cả nhà. Sốt này sốt gì? Không nghĩ ướt. Thử coi. Gừng. Cái này gừng. Gừng. Giống như mắm gừng của mình vậy đó. Còn này là hắc xì dầu. Singapore prawn à cả nhà. Giống như là món này là tôm. Tôm nó nấu theo cái gia vị của Singapore đó. Nó hơi nhìn, mình nhìn giống tôm kho tàu của mình quá ha. Để Hạnh Lê thử coi. Thank you anh. Được chưa? Phải chưa? Gì con? Cái xưa đây nè. Quen không? Rào phải không? Cho mẹ mượn đấy. Đứa nào cũng chụp hình đó. Cái dĩa rau đó nó nằm cũng đẹp quá ha. Nhìn nó bóng. Nó bóng mà cái màu xanh đẹp ghê. Con ăn đi. Ăn đi, nó mày quá rồi. Ăn đi. Ăn ngon đi. Đây ăn thử miếng rau nha.
Thử đi món món tôm nè. Tôm nấu theo kiểu Malaysia. Malaysia hả? Singapore hả? À cái này là nấu gia vị Singapore. Đây có nhiều món thì người ta nấu theo khẩu vị Malay. Nhưng cũng có nhiều món người ta nấu khẩu vị của Singapore đó, nấu luôn hai khẩu vị á. Món này mới ra nữa nè các bạn. Cái món tôm này ăn cũng cay cay, chua chua. Chua chua. Ngon ngọt. Chicken and prawn là sao? Súp tới nữa nè. Thank you. Oh, wow. Dai là gần gần không con? Mình giới thiệu với cả nhà đó, mình chia sẻ với cả nhà những món ăn của Malaysia và Singapore. Còn món cơm chiên nữa hả? Cái món tôm này nè. Món tôm đó là khẩu vị chua chua, cay cay nhưng mà nó làm như có curry trong trọng vậy đó cả nhà. Món mì này hành lên chưa thật? Nãy nặng không? Chưa, chưa. Gà Hải Nam ngon quá. Gà Hải Nam luộc ngon ha. Luộc mềm mà ngọt ghê vậy. Mắm gừng cũng ok. Đúng rồi. Mắm gừng á thì mấy người Malay ta ăn á nó có gừng với chanh nhưng mà nó làm như mắm gừng của mình nó có nước mắm. Mà mắm gừng của Malay không có nước mắm, chỉ gừng với chanh với đường thôi. Cái muối hay gì mặn mặn nhưng mà thiếu nước mắm. Ngon quá. Cải này đắt quá ha. Cải làm ngon quá con. Ăn mì đi. Ăn mì đi con. Từ từ hãy lên sẽ thưởng thức tới cho cả nhà xem. Cái này là curry đó cả nhà. Lúc trước mẹ thử rồi. Sang đây thử món này nha cả nhà. Để hành lên thử nha. Mì gạch cua. Nước mà nó béo. Nghe giống gạch cua ngon quá, hành lên thử. Có mùi gạch cua. Béo. Đúng rồi. Cái mùi này là cái mùi cua mà là cái mùi gạch cua nữa. Cái mì nè, nó xào rất là ngon cả nhà. Cái này mình ghi bằng cái gì ra? Cái lúc hồi nãy nó để mì seafood đó hả? Mùi seafood. À, cả nhà có kêu cái món này á là mình kêu là noodle với cái flavor của cái Singapore đó. Tiệm ăn của Hạnh Lê đi ăn đó là ở Parramatta đó nha cả nhà. Mì này ngon quá. Mì này ngon ghê vậy. Ăn cái mùi cua với gạch cua không à. Giống như cua nó tán nhuyễn ra hay gì á. Cua nó tán nhuyễn ra hay gì á. Cái mùi cua không à. Thank you.
Này người ta bỏ bún ở dưới luôn á cả nhà. Giống như curry của mình. Để quên ăn đó. Ăn đi anh. Này nó béo quá. Ăn đi. Hành lên được lên. Mà thấy cả nhà mình làm như ăn cũng nhiệt tình lắm. Ăn ngon. Curry này ngon cả nhà ơi. Nè, Hạnh Lê thử nè, cái nước sốt nó thử nè, ngon. Béo lắm. Đặc biệt là không cay. Cái này không cay. Cái thường mình ăn mua mấy cái gia vị kia nó cay ha. Cái này không cay mà cái này ngon, ăn ngon cả nhà. Cái này tôi phải làm chứ. Ngon quá. À, cái này có thịt gà rồi tôm rồi seafood. Lấy nước của nó thử. À, ngon á. Tới đi thử à. Thử nha. Curry. Mùi curry mà không cay phải không? Curry. Béo lắm. Béo quá. Béo lắm. Béo mà thơm lắm. Cay ăn hả con? Lấy muỗng hứng lên. Anh ăn thử này đi anh ăn thử cơm chiên đi. Hả? Sao vậy, ăn miếng nữa đi. Cơm chiên nè, Hạnh Lê thử cơm chiên cả nhà. À, thường thì mình ăn Malaysia thì cái vị nó béo nhiều. Có ăn trứng là ăn cay. Ra chờ. Được à. Cảm ơn mọi người đã quan ăn thử miếng cơm chiên cũng thơm lắm. Anh ăn thử miếng này ít thôi. Hạnh Lê ăn vừa xong đó cả nhà. Xong Hạnh Lê chuẩn bị trên đường về cả nhà ơi. Rồi mọi người no nê rồi. Tạm biệt mọi người, Hạnh Lê hẹn mọi người ở video sau nha. Video của Hạnh Lê đến đây đã kết thúc rồi. Hạnh Lê cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Hạnh Lê và mọi người nhớ ủng hộ Hạnh Lê nhé mọi người. Hạnh Lê hẹn mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.